Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Trở lại với các bản tin thời sự thế giới, tình hình của Ukraine và Brazil. Thứ nhất là Ukraine, thưa quý vị, không thể tưởng được lực lượng Ukraine như vậy mà họ sử dụng một cái chiếc tàu ngầm không người lái. Và hình ảnh trước đây cũng đã từng đề cập tới, và Nga rất sợ những cái loại này. Nga thì cáo buộc Anh Quốc cung cấp cho Ukraine, bởi vì sau khi xảy ra cái vụ tấn công vào một chiếc tàu chiến của Nga ở vùng biển ở Crimea, Sevastopol. Và quý vị thấy cả cái vùng biển Hắc Hải, Black Sea này rất là rộng lớn. Và làm thế nào để quân Ukraine đưa chiếc tiềm thủy đỉnh không người lái, nó loại nhỏ thôi, nó dài khoảng chừng 2 thước, 3 thước, mà trên đó chứa một cái lượng bom rất lớn. Cái mũi á, nó có một cái máy kích nổ, khi mà cái mũi này nó chạm vào cái đáy thuyền tàu chiến của Nga đó, nó phát nổ. Và đây là lần thứ nhì mà lực lượng Ukraine tấn công vào căn cứ hải quân của Nga ở Sevastopol thành công. Và qua đêm, quý vị, và bản tin cho thấy đó là trước đó trực thăng vào ban ngày đó cũng đã thực ra đó, bên phía Ukraine cũng đã nhiều lần tìm cách tấn công vào hạm đội của Nga ở vùng biển này, bởi vì Nga căn cứ quân sự thì nằm ở đây, sau khi chiếm Crimea, nằm ở xa vùng đất liền đó, để bảo vệ cả một cái khu vực hắc hải này nó hữu hiệu hơn, nhất là họ sợ những cái vụ tấn công từ phía Tây này, ở bên này tấn công qua, cho nên đây là cái căn cứ và cái chiến lược chiến địa vô cùng quan trọng. Ấy vậy mà làm cách nào chiếc tiềm thủy điện không người lái được hướng dẫn, là họ Nga bây giờ họ đang mở cuộc điều tra để làm cách nào mà Ukraine có thể tấn công ở một cái đoạn rất là xa như thế này, từ bên vùng Odessa. Ở Odessa hiện nay thuộc về lực lượng của Ukraine và họ có căn cứ hải quân ở đây. Và làm thế nào để đi một cái đoạn đường như thế tới đây được, mà bên phía mấy radar của Nga không dò thấy được. Thì đó là điểm. Ngay sau vụ tấn công này thì Putin trả đũa bằng cách rất là hèn hạ, thưa quý vị. Ngăn không cho Ukraine xuất cảng nông nghiệp ngũ cốc ra khỏi đây. Thì trước đây chúng ta cũng biết là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Ukraine ngồi lại với nhau và đã đồng ý một hình thức gọi là cứu đói. Nhưng mà đồng thời cũng để hỗ trợ cho ngũ cốc của Nga có thể đi qua cái vùng biển Hắc Hải này đến châu Âu, đến vùng Trung Đông. Bởi vì Nga và nhất là Ukraine sản xuất một cái lượng ngũ cốc rất là lớn. Và hiện nay đó, theo cái lệnh trừng phạt mới thì Putin xóa bỏ, hủy bỏ cái hợp đồng mà đã đồng ý với Ukraine cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Hiện nay, trong khoảng thời gian này thì bên phía Liên Hợp Quốc bắt đầu kêu gọi phải ngồi xuống bàn đàm phán trở lại, bởi vì Nga nhất quyết nói rằng cái việc tấn công này đó là một cái động thái cho thấy phương Tây tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để tấn công vào nước Nga.
Và thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật ở tại Ấn Độ, ở một cái bang gọi là Gujarat, xảy ra một cái chuyện, đó là có một cái cây cầu treo vừa mới được mở cửa trở lại cách đây 5 ngày cho người ta đi lên để mà tham quan đó, thì đã bị gãy sập xuống, khiến cho 134 người bị rớt xuống dưới nước mà chết đuối. Thì đây là hình ảnh của cây cầu, và đây là cái cây cầu mà đã được xây hơn 150 năm rồi thưa quý vị. Mà được sửa sang nhiều năm nay, lúc nào cũng được maintain. Nhưng mà lúc trước đó thì theo như giới chức địa phương ở đây họ nói là có một cái cơ quan địa phương họ sửa sang maintain, thì mỗi một lần đó họ chỉ cho khoảng 20 người lên thôi. Nhưng mà kể từ khi họ thầu khoán cho một cái công ty tư nhân gọi là Oriva Group đó, thì cái đợt mới nhất này, cái công ty này trong vòng 10 năm qua đó là mỗi một năm chịu trách nhiệm là giám sát rồi sửa sang thi công lại. Thì cái năm nay cái công ty này đó đã âm thầm tự mở cửa, và bởi vì đây là cái giống như là công ty họ chịu trách nhiệm, cho nên là họ có quyền bán vé để mà cho người dân họ bước lên cây cầu này. Cây cầu này là giống như bây giờ không cho xe cộ qua lại nữa thưa quý vị, quá cũ rồi, nhưng mà bán vé giống như cho người ta đến du lịch đứng từ trên cao xuống ngắm sông chẳng hạn vậy. Thì bây giờ giới chức địa phương họ nói rằng cái công ty này đó đã âm thầm mở cửa mà không báo cho giới chức địa phương biết, là bởi vì nếu mà để cho một lượng người nhiều như vậy lên đó là phải được giống như là inspect trước, được certify thì mới được quyền. Nhưng mà cái công ty này đó, thứ nhất đã làm sai luật, và thứ hai nữa là chắc vì tiền cho nên ngày hôm đó đó họ mọi người, bởi vì cái số vé bán ra, cái cùi vé đó kiểm tra được hơn 300 người đã bước lên trên cái cầu này, thả cửa luôn. Dạ vâng, thì có những người mà nhân chứng họ sống sót được đó, có một gia đình ông này ổng kể là cả nhà của ổng 6 người cũng mua vé và đi chưa được đến nửa cái cây cầu đó, thì ông bắt đầu ổng thấy là có một cái nhóm thanh niên như hình ảnh quý vị, cái nhóm này 15-20 thanh niên tự dưng đứng ở giữa cầu đó, lắc mà lắc cái dạng giống như là đánh phá. Dạ vâng, phá, giống như đánh đu vậy thưa quý vị, và ổng nói là bắt đầu cây cầu nó lắc qua lắc lại, thì ổng sợ cho nên là ổng, cả nhà ổng mới quay ngược trở lại và ổng rời khỏi cây cầu. Và thật sự đúng như người đàn ông này nói, khi mà ông và gia đình về đến nhà đó khoảng chừng 3-4 tiếng sau thôi, thì ổng nghe cái tin là cây cầu bị sập. Và hình ảnh này thật sự đã chứng minh được cái lời kể của cái gia đình này. Và phía cảnh sát cho biết chính bản thân cái đám thanh niên này đó, hiện nay cũng có 9 người trong cái nhóm này bị mất tích khi mà rớt xuống. Và bây giờ sáng ngày hôm nay, phía chính quyền địa phương ở Ấn Độ đó đã chính thức bắt giữ 9 người trong cái công ty Oriva Group, là cái công ty mà chịu trách nhiệm giám sát rồi thi công maintenance cái cây cầu này. Là bởi vì như lúc đầu chúng tôi thưa là chính quyền họ nói là họ chưa có inspect, chưa có được cấp giấy phép thì không có được mở cửa mà cho nhiều người lên như vậy. Thì bây giờ có sai phạm, có chết người, thì đã có một cái cuộc điều tra chính thức được diễn ra cho cái vụ này. Và hiện nay đó, chính phủ Ấn Độ cũng nói là họ sẽ bỏ ra một cái ngân sách đền bù gia đình nào có người bị thiệt mạng thì sẽ được đền 5.000 Mỹ Kim, còn người bị thương thì khoảng 600 Mỹ Kim thôi quý vị. Và như quý vị thấy trên lúc mà cái hình nó chụp được, có nhiều đứa bé đi cùng với đám thanh niên này cũng tử nạn trong cái trường hợp này. Phụ nữ và trẻ em thiệt mạng rất nhiều. Quay sang bản tin từ Brazil. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, cuộc thăm dò mới nhất để cho thấy làn sóng đỏ của Đảng Cộng Hòa đang chiếm ưu thế. Và có nhiều khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số tại Hạ Viện. Riêng với Thượng viện thì đang ở một cái chỉ mảnh treo chuông đối với Đảng Dân Chủ. Nhưng mà ngược lại, ở Brazil trong suốt mấy năm trời vừa qua đó, dưới sự cai trị của phe bảo thủ và cực đoan của Bolsonaro, ông Tổng thống Brazil trước đây Bolsonaro là người ủng hộ ông Trump, người cũng có cái khuynh hướng đưa Brazil và tất cả quyền lợi là thuộc về Brazil, chống lại cái thành phần di dân vào Brazil. Ngược lại, ông Lula da Silva này lại là người theo đảng, một cái mình có thể gọi là theo dân chủ đó, cấp tiến hơn, thì trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng tương tự như ông Biden hôm nay cũng 77-78 tuổi rồi thưa quý vị, và trở lại chiến thắng rất là vẻ vang, mặc dầu rất là khít khao trước Bolsonaro.
Chúng tôi tiếp tục với bản tin Brazil. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.